Quý ông bà và anh chị em, chiều nay chúng ta dâng thánh lễ của ngày thứ ba tuần thứ tư phục sinh, và chúng ta dâng những ý lễ sau đây: cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Đăng Quang, linh hồn Phaolô Trần Văn Phước dỗ 2 năm, linh hồn Mikae Đỗ Xuân Thảo và Anton Đỗ Văn Trung, và những linh hồn chúng ta cầu nguyện thường xuyên, đặc biệt là những linh hồn đã ra đi vì dịch Corona Vũ Hán. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu Thiên Chúa Cha, ơn thông hiệp Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy khiêm nhường xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, thiếu sót và những tội lỗi, để chúng ta xứng đáng đến dự bàn tiệc mà Chúa mời gọi. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đang họp mừng mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh. Xin cho chúng con biết hưởng trọn niềm vui vì được người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vì cơn bách hại xảy ra nhân dịp Tê-pha-nô bị giết, có nhiều người phải sống tản mát. Họ đi đến Phê-ni-xê, Cipro và Antiochia. Họ không rao giảng lời Chúa cho một ai ngoài những người Do Thái. Nhưng một ít người trong họ quê ở Cipro và Cyrene, khi đến Antiochia, họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy Lạp nữa, và tay Chúa ở với họ, nên có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai hội thánh Jerusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiochia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa. Barnaba vốn là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin, và các đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Barnaba đi Tarse tìm Saulo, gặp được rồi
liền đưa Sao-lô về Antiochia. Cả hai ở lại tại hội thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo. Chính tại Antiochia mà các môn đồ lần đầu tiên nhận tên là Kitô hữu. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin cộng đoàn cùng đọc câu đáp ca. Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa. Chúa yêu cơ sở Ngài thiết lập trên núi Thanh. Ngài yêu cửa nhà Si-on hơn mọi cư xa nhà Gia-cốp. Hỡi thành trì của Thiên Chúa, thiên hạ đang nói những điều hiền hách về Người. Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa. Ta sẽ kể Ra-ha và Ba-ben vào số người thờ phương ta. Kìa Philistin, Tyro và dân Ethiopia, những người này đã sinh ra tại đó. Và thiên hạ sẽ nói về Si-on rằng, riêng từng người và hết mọi người đã sinh tại đó. Chính đấng tôi cao đã cùng cố thành này. Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa. Chúa sẽ ghi chép vào sổ sách của chư dân rằng, những người này đã sinh ra tại đó. Và khi ca vũ, người ta sẽ ca rằng, mọi nguồn vui thú của tôi đều ở nơi Ngươi. Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Chúa Kitô, đấng tác tạo mọi loài, đã sống lại và đã cho thương nhân loài. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy người ta mừng lễ cung hiến tại Jerusalem. Bây giờ là vào mùa đông, Chúa Giêsu đi bắt bộ tại đền thờ dưới cửa Salomon. Người Do Thái vây quanh người và nói: ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết. Chúa Giêsu đáp: tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh cha tôi đều làm chứng về tôi, nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Điều mà cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay cha tôi. Tôi và cha tôi là một. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi xin kể 6 lần thôi. Chúa Giêsu xác định cái tình thương của Chúa Cha và Chúa Con, mà nó được thể hiện bằng cái chữ ở cùng, hay ở trong, hay là một. Tôi ví dụ, chương 10 của Thánh Gioan đặc biệt nói về vấn đề này, như chương 10 câu 25 hôm nay chúng ta vừa nghe: những việc tôi làm nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.
tức là Chúa Cha và Chúa Con ở với nhau. Rồi cũng câu 30 tiếp theo, có lẽ ngày cuối bài này chúng ta nghe, ngày mai sẽ nghe tiếp, nhưng cuối bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe Chúa xác định rất rõ, tôi và Cha tôi là một. Nhưng sang câu 38, Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Rồi qua chương 11 câu 31, đứng trước mộ Lazaro, Chúa Giêsu đã nguyện: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhập lời con. Rồi Thánh Gioan chương 14 câu 10 trả lời cho ông Philippe: Anh không tin rằng Thầy ở trong Cha Thầy và Cha Thầy ở trong Thầy sao? Và điểm thứ 6 của Thánh Gioan là chương 14 câu 11: Anh em hãy tin Thầy. Điều này: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. À vậy, nội trong Thánh Gioan đã có 6 lần. Tôi nói 6 lần nhưng nhiều hơn á, nhưng tôi dùng từ chương 10 đến chương 14 thôi. Như vậy, trước lúc tắt thở trên thập giá, tại sao Chúa Giêsu trong Gioan chương 19 câu 30 thì chỉ nói rằng thế là đã hoàn tất rồi, Chúa gục đầu tắt hơi. Nhưng Luca chương 23 câu 46 thì nói trước khi chết Chúa kêu: Lạy Chúa, con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Riêng Matthew và Marco, hai ông viết giống nhau. Matthew chương 27 câu 45 thì nói Chúa thốt lên câu Eli, Eli, lama sabachthani. Marco chương 15 câu 33-34 cũng nói Eloi, Eloi, lama sabachthani. Cả hai đều được dịch giống nhau: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con. Như vậy, có trong giáo lý của Chúa có đối nghịch không? Chúa và Chúa Cha là một. Vậy tại sao trước khi đau khổ tột cùng để trút hơi thở cuối cùng, Chúa lại kêu: Lạy Cha, lạy Cha, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Bởi vì yêu là ở cùng nhau, đâu thể bỏ nhau được. 6 lần Chúa đã xác định như vậy, thế sao hôm nay chúng ta trích lại một câu trong tuần thánh: Bộ Thiên Chúa Cha không ở cùng Chúa Con sao? Nếu suy nghĩ như vậy là chúng ta sai, vì Chúa Giêsu không hề phản nghịch lại những gì Ngài đã nói. Nhưng tôi lại nêu câu hỏi: cái nhân vật bị đóng đinh trên thập giá có thật là Thiên Chúa không? Làm sao một vị Thiên Chúa thật lại có thể chết thê thảm như vậy? Rất nhiều người đã từng đặt câu hỏi như thế. Hay từ đó tôi có một câu hỏi khác: Thiên Chúa có thực sự hiện diện không? Trong vũ trụ này có Thiên Chúa không? Như mẹ Teresa Calcutta đã từng thắc mắc, cuối cùng có Chúa thật không? Hay Thiên Chúa có hiện diện trong thánh lễ này không? Thiên Chúa có thực sự hiện diện ngay trong cơn đại dịch Vũ Hán này không? Vân vân. Phao-lô thì quả quyết: Con người không thể hiện, không thể nào dùng trí óc của mình và hiểu nổi tình yêu của Thiên Chúa. Ngài còn kể ra độ sâu, độ cao, độ rộng, độ dài. Trước khi đi tiếp đề tài này, tôi mời quý ông bà, sáng nay nhân cái ngày 30 tháng 4, tôi nhận được một bức hình mà người viết trong bài viết hôm nay lấy tên là Nguyễn Thị Hậu. Bức hình chụp ngay những ngày đầu tháng 5 năm 1975. Tôi cảm ơn ai đó đã chụp. Bà Nguyễn Thị Hậu có lẽ là người nhận được bức hình rồi viết lời rất cảm động. Tôi không có giờ để đọc lại đây. Chúc tôi giơ bức hình lên trước máy cho xem. Tôi cảm ơn ai đó đã chụp một bức hình thật cảm động. Vào một buổi sáng sớm tháng 5 1975, Vương cung Thánh đường Sài Gòn tốn thể làm được là vì tôi đi lễ ở đó bao nhiêu năm. Cái gạch bông như thế nào tôi biết. Cái cửa chính nó có một cái lỗ mẻ chỗ nào tôi biết. Và bàn thờ gian cung thánh lúc chưa canh tân tôi biết rất rõ. Cho nên đúng là bức hình, nhất là thời đó chưa có Photoshop và cũng không có phim màu,
chỉ có phim trắng đen. Một buổi sáng đó, vương cung thánh đường cử hành thánh lễ sáng sớm, thường thường lúc 6 giờ sáng. Quỳ bên góc phải của cổng chính diện là một quân nhân Bắc Việt đang chắp tay cầu nguyện. Chúc nữa quý vị xem hình. Anh ấy tin gì mà lại quỳ ở đó? Mà tại sao quỳ ở đó mà không vào bên trong nhà thờ? Vậy anh quỳ đó để làm gì? Sao không vào bên trong như bao nhiêu người khác? Bên trong bức hình đầu tiên có một bà nào đó mặc áo dài trắng, thật lạ lướt, thật đẹp, đang ngồi cách anh không xa. Anh thì quỳ ở cái bậc thềm cổng thánh đường nhà thờ đó. Anh thầm thì nói gì với Chúa? Anh có nói với Chúa là Chúa có thật trong này không? Tôi tin rằng anh tin có Chúa hiện diện, anh mới quỳ ở đó. Nếu anh không tin, anh quỳ đó làm gì? Để có người đàm tiếu. Nếu Thiên Chúa thật sự hiện diện trong ngôi thánh đường này, nếu có Chúa, anh sẽ tự thắc mắc, sao Chúa không bảo vệ, che chở những con chiên, những người lính ở miền Nam? Tại sao để họ thua? Vân vân. Câu hỏi không ai biết được anh cầu nguyện gì, nhưng rõ ràng anh quỳ thật là ngây thơ, thật dễ thương. Tôi mượn bức hình này để nói lên tâm trạng của chúng ta giữa cái cơn đại dịch này. Chúng ta có thể kêu lạy Chúa, sao Chúa bỏ rơi con? Ai trong chúng ta cũng đã từng kêu như vậy. Cho nên hôm nay nếu tôi gợi lại cái câu Chúa xác định Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu là một, thì làm sao Ngài lại có thể nói lại cha, nỡ nào cha bỏ rơi con? Kết luận bài này, người viết Nguyễn Thị Hậu nói, tôi tin rằng Thiên Chúa đang ở cùng anh ấy. Có lần nào trong đời, mỗi người chúng ta vẫn kêu lên, lạy Chúa, sao Chúa bỏ rơi con? Mỗi khi mình buồn, thất vọng, thất bại, bệnh hoạn, tai ương ập đến. Trong cuộc sống con người, những lúc buồn thảm nhất, chúng ta đã từng kêu lên như vậy. Không thể chối được, có, không ai trách mình, Chúa cũng không trách. Và giờ đây, Chúa Giêsu dùng chính tiếng kêu đó để kêu lên với Chúa Cha. Không phải vì Chúa Cha bỏ rơi Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu mặc lấy cái đau của mình để kêu thế cho mình. Và khi Ngài kêu như vậy, để Ngài muốn cho chúng ta hiểu, Cha thấu hiểu nỗi đau của từng người chúng con. Vậy là một Thiên Chúa làm người. Tại sao phải làm người? Đúng, phải làm người để thông cảm với những nỗi đau, nỗi buồn, nỗi vui của con người. Tôi tin rằng làm sao hiểu được ai đó nếu không đau cái đau của họ, vui cái vui của họ, buồn cái buồn của họ. Vậy là khi kêu lên với Chúa Cha, Chúa Giêsu hiểu rõ nỗi đau, nỗi thất vọng, ê chề của từng người chúng ta. Và Ngài muốn nói, con yêu dấu, Cha hiểu nỗi đau của con, nỗi buồn của con, nỗi tuyệt vọng của con. Thưa quý ông bà, đẹp lắm, đó là mầu nhiệm Thiên Chúa ở cùng. Không có gì hay hơn, cho nên không thể nào nói, có lúc này Thiên Chúa nghi nan Chúa Cha bỏ mình. Thưa không, Chúa đã xác định ta và Cha ta là một. Vậy lúc đó Chúa kêu lên tiếng kêu của chúng ta để chúng ta hiểu như tôi trình bày, và Cha tầm thường xác định rất rõ, Ngài muốn chúng ta hiểu Ngài đau như chúng ta. Và trong cơn đại nạn của dịch bệnh Corona này, Ngài cũng buồn như chúng ta. Ngài hiểu nỗi buồn của chúng ta, nỗi sợ của chúng ta và nỗi tuyệt vọng của những người đang hít thở không khí mà hít không nổi. Rồi trong những cơn hoạn nạn như vậy, Ngài cũng cho chúng ta biết, Cha biết những yếu đuối của chúng con. Cha biết những sa ngã của chúng con. Cha biết những tuyệt vọng của chúng con. Vậy không có lý do gì
chúng ta không chạy đến với Chúa vì Chúa biết tất tần tật. Chúa kêu lên giống y như mình để cho mình an tâm. Lời kêu đó, Chúa không có ngăn cách chúng, không ngăn cản chúng ta kêu. Chính Chúa Giêsu đã kêu thế cho chúng ta. Tôi không biết có tôn giáo nào có một vị Thiên Chúa tuyệt vời đến như vậy không? Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa, để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn thề. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa, để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vượt qua, để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trạng sư bên vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sát tế mà không còn chết nữa, dù bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế, với niềm hương hân hoan chứa chan trong đại lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng danh Ngài đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đói thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiếng Chúa đây, để trở nên mình
và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người mà chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đón nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiếng Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ tứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Timothy Costello, Đức giám mục phụ tá Donald Spruxton của chúng con, và toàn thể hàng giám mục và giáo sĩ khắp nơi, và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhang Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin tương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc và những linh hồn chúng con dâng ý lễ hôm nay và thường xuyên. Tất cả đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế, xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ.
xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa lữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa ngự thật trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa hơn hết mọi sự trên thế gian này, và con ước rước Chúa vào lòng con. Nhưng bây giờ con không thể rước Chúa được, thì ít là Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng, hồn xác con sẽ kết hiệp với Chúa như lúc con rước Ngài trong thánh lễ. Xin đừng bao giờ để con lìa xa Chúa. Amen.
chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ mà chúng con vừa tham dự, Chúa đã thực hiện một cuộc trao đổi thật lạ lùng nhằm cứu chuộc chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con cầu khẩn mà nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hiện tại và cho hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc ông bà anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Xin cảm ơn mọi người và chúc một đêm ngủ ngon an bình. Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Thánh Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria, trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.